Nói về trải nghiệm thì mới đây, những người đam mê công nghệ đã có cơ hội được trải nghiệm nhiều ứng dụng thực tế như là nhiều xu hướng công nghệ mới, vũ trụ ảo Metaverse, robot, trí tuệ nhân tạo. Tại diễn đàn công nghệ thường niên vừa được tập đoàn FPT tổ chức, người xem sẽ cảm nhận được công nghệ đang thực sự thay đổi cuộc sống của chúng ta. Quay phim bằng cánh tay robot kết hợp với trường quay ảo để tạo ra những hiệu ứng hình ảnh đặc sắc. Hai robot tự động này có thể chuyên chở hàng hóa với trọng lượng tối đa là 1 tấn. Với những ai yêu thích công nghệ vũ trụ ảo Metaverse, sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội tự tay tạo ra phiên bản thứ hai của chính mình và điều khiển người ảo trong không gian ảo. Nhờ tự động hóa quy trình, robot ảo Acabot giúp doanh nghiệp tăng tới 80% năng suất làm việc. Robot được ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Năm nay FPT chúng tôi mang đến tech day rất nhiều những cái công nghệ mới giúp cho các doanh nghiệp, các cái thành phần của xã hội có thể tham gia sâu hơn vào cái việc mà khai thác kinh doanh, biến những cái mô hình kinh doanh từ truyền thống sang hiện đại hơn, dùng công nghệ để chuyển đổi những cái mô hình kinh doanh đấy tốt hơn để phục vụ, để tăng trưởng cho các doanh nghiệp. Công nghệ và cuộc sống đang ngày càng song hành với nhau. Máy móc sẽ dần thay thế con người trong một số công việc đơn giản để nâng cao năng suất lao động. Xu hướng công nghiệp sẽ là các giải pháp vượt trội, linh hoạt, sáng tạo để giải quyết các bài toán giới hạn về vật lý, tăng trải nghiệm người dùng và giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.